Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã tổ chức tổng duyệt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Dự tổng duyệt có Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Nội dung tổng duyệt phần cơ chế thể hiện thông qua hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban Nhân dân thành phố ra các nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến. Phần thực binh gồm xử trí tình huống A2 về an ninh trật tự với đề mục đánh bắt phản động, giải cứu con tin, thực binh bắn đạn thật tại thao trường. Theo chương trình, ngày 12 tháng 9 tiếp tục tổng duyệt diễn tập phần cơ chế với các nội dung hội nghị thông qua kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, các ban đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, các phòng ban thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm trong tác chiến phòng thủ và phần thực binh bắn đạn thật tại thao trường. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Sơn La năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9 tới đây.